Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentry Shop. Trong thực tế, khi mà cấu hình microtik thì chúng ta thường chỉ cấu hình các tính năng để cho mạng hoạt động. Tuy nhiên, có khá nhiều cài đặt cơ bản trên router để có thể tối ưu hóa hệ thống mạng hoặc giảm thiểu các cuộc tấn công từ bên trong và ngoài mạng. Do vậy, trong video này mình sẽ hướng dẫn một số cấu hình cơ bản đơn giản mà chúng ta có thể tự thiết lập để router tự bảo vệ trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài. Việc đầu tiên cần làm khi cấu hình router là chúng ta cần thay đổi mật khẩu cho tài khoản admin. Tuy nhiên thì ngoài việc đổi mật khẩu, các bạn có thể giới hạn thêm những IP nào có thể truy cập vào router hoặc tạo thêm các tài khoản và phân quyền dựa trên chức năng của người dùng. Các bạn vào menu System, User. Kích đúp vào User Admin và thiết lập các thuộc tính. Mục Group, các bạn có thể lựa chọn quyền cho user là Full, Read hoặc Write tùy yêu cầu. Các bạn có thể edit những quyền này trong tab Group. User ở trong các group tương ứng sẽ có thể thực thi được một số chức năng cụ thể. Mặc định thì những máy tính nào có thể ping được đến router thì đều có thể truy cập được. Tuy nhiên, các bạn có thể giới hạn chỉ một số IP của quản trị viên mới có thể access trong mục Allow Address. Với một IP thì các bạn để subnet sược 32. Nếu các bạn cần thay đổi password thì nhấn vào password để thay đổi. Mặc định thì có khá nhiều dịch vụ được bật theo mặc định trên microtik, tuy nhiên không phải dịch vụ nào chúng ta cũng sử dụng. Mỗi dịch vụ các bạn bật trên router đều tiêu tốn tài nguyên CPU và RAM để xử lý. Mặt khác, mỗi khi các bạn bật một dịch vụ lên, các port tương ứng với dịch vụ đó cũng được sử dụng. Các hacker thường xuyên quét các dịch vụ được mở trên router và tìm cách tấn công vào các port đó. Tắt các tính năng không sử dụng đi vừa giải phóng tài nguyên trên router, vừa rút giảm các cuộc tấn công vào router. Dịch vụ API và API SSL là cổng để tương tác với router thông qua các ngôn ngữ lập trình. Chúng ta thường không sử dụng các dịch vụ này. Dịch vụ FTP là giao thức truyền file. Các bạn có thể upload các file vào router, tuy nhiên chúng ta cũng ít khi sử dụng nên các bạn có thể tắt đi và chỉ bật khi cần. Dịch vụ Telnet và SSH là hai giao thức để các bạn truy cập vào CLI của router. Tuy nhiên, các bạn hoàn toàn có thể truy cập bằng terminal trên Winbox nếu cần, nên các bạn cũng có thể disable hai giao thức này. Các dịch vụ Winbox, www và www.ssl là ba cách để các bạn truy cập vào giao diện đồ họa của microtik bằng phần mềm Winbox, HTTP hoặc HTTPS. Các bạn chỉ nên để một trong ba cách. Mình sử dụng Winbox thì mình sẽ disable HTTP và HTTPS đi. Ngoài ra, nếu mà các bạn bật dịch vụ lên để sử dụng thì các bạn có thể cấu hình thêm Available From tương tự như Allow Address như trong tài khoản admin. Khi đó chỉ các giải mạng đó mới có thể sử dụng port dịch vụ tương ứng. Các bạn truy cập vào menu IP, DNS. Bỏ tích chọn mục Allow Remote Request. Nếu các bạn sử dụng các máy chủ DNS bên ngoài Internet, ví dụ DNS của Google là 8.8.8.8, thì các bạn nên bỏ tích chọn phần Allow Remote Request đi. Khi Allow Remote Request được bật, nghĩa là những người dùng ngoài Internet có thể gửi yêu cầu phân giải tên miền đến router của các bạn để nhờ phân giải hộ. Microtik sẽ phân giải tên miền và trả lời lại cho client đó. Đối với các hacker, họ sẽ sử dụng hệ thống botnet để liên tục gửi hàng nghìn request DNS liên tục đến router của các bạn, dẫn đến router bị quá tải hoặc làm chậm tốc độ truy cập. Do vậy, trong mọi trường hợp thì các bạn không nên bật tính năng này. Việc cập nhật firmware mới nhất luôn là điều cần thiết đối với mọi thiết bị trong hệ thống mạng. Microtik luôn cập nhật để vá các bug có thể bị hacker lợi dụng để tấn công hoặc fix các tính năng hoạt động không ổn định, không chính xác hoặc tiêu tốn tài nguyên của router quá mức cần thiết. Tuy nhiên thì Microtik đưa ra khá nhiều phiên bản. Do vậy, các bạn nên lựa chọn các phiên bản long term hoặc stable để update, không nên sử dụng các phiên bản beta hoặc setting. Để update firmware thì các bạn truy cập vào menu System, Package. Nhấn Check for Update. Sau đó thì chọn loại router OS mà chúng ta muốn update. Bản long term sẽ ít lỗi hơn stable, nhưng version thì sẽ thấp hơn.
Nếu có phiên bản mới hơn thì các thay đổi trong phiên bản mới cũng sẽ hiển thị ở phía dưới. Bitest hay kiểm tra băng thông là một tính năng trên router MicroTik để đo đường truyền mạng. Nếu các bạn có nhiều router MicroTik thì có thể phát hiện được tình trạng thắt nút cổ chai trong mạng. Tuy nhiên tính năng này chúng ta ít sử dụng và không có ý nghĩa trong thực tế. Kiểm tra băng thông sử dụng rất nhiều tài nguyên. Nếu bạn muốn kiểm tra thông lượng thực của router, bạn nên chạy kiểm tra băng thông thông qua bộ định tuyến được kiểm tra không từ hoặc đến nó. Để làm điều này, bạn cần ít nhất 3 bộ định tuyến được kết nối theo chuỗi: máy chủ băng thông, bộ định tuyến đang được kiểm tra và máy khách băng thông. Do vậy, các bạn nên tắt tính năng này đi để giải phóng tài nguyên cho router. Truy cập vào menu Tool, Bitest Server và bỏ dấu tích ở mục Enable đi. Cập nhật thời gian là một công việc rất cần thiết khi các bạn cấu hình thiết bị. Khi thời gian được cập nhật chính xác, các bạn có thể dễ dàng xem các log trên router và có thể xác định chính xác được thời gian xảy ra vấn đề. Ngoài ra thì nhiều tính năng trên router sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian như tự động backup cấu hình theo lịch, đặc biệt là tính năng VPN. Nếu thời gian không chính xác thì có thể VPN không hoạt động chính xác, dẫn tới tình trạng chập chờn. Do vậy các bạn nên cấu hình thời gian ngay từ đầu cho router. Truy cập vào menu System, NTP Client, tích chọn Enable và nhập NTP Server vào. Có nhiều NTP Server Public mà các bạn có thể sử dụng, hoặc nếu các bạn có NTP Server Local thì cũng có thể sử dụng. Ngoài ra thì còn nhiều cách chúng ta có thể tối ưu được router cũng như giảm rủi ro của các cuộc tấn công mạng. Mình sẽ update trong các video tiếp theo. Các bạn theo dõi trên YouTube channel của Sentity Shop nhé. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.